Ngon lắm đó ăn thử đi. Đây. Hả? À. Hử? À. Ngon không hả? Dạ. Ăn nhiều nha. Ơ. Ờ. Hử? ừ ừ ơi buồn ngủ quá ơi Tạm biệt em, Trình Tú Lan à. Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Sự trả thù, sự giận dữ. Anh sẽ cho đi tất cả cảm xúc đó. Anh sẽ tha thứ cho em. Nếu anh có thể tha thứ cho chính mình. Anh Từng nghĩ có thể đó chỉ là tình yêu từ một phía Nếu anh mất đi em Thì cũng giống như là anh tự đánh mất đi bản thân của mình vậy Là bởi vì anh yêu em quá Cảm ơn em rất nhiều Trình Tú Lan Nhờ có em mà anh gặp được tình yêu thật sự của đời mình Anh đã thật sự gặp được người Có thể yêu anh trọn vẹn con tim của mình Anh đã thật sự gặp được người đó xin chào à, giám đốc là anh chào em hả anh ồ nhân hào tới sao <laughs> cháu chào gì hải liên à <laughs> ngồi đi cháu ngồi đi dạ à. cháu cảm ơn nè tú lan đâu rồi ờ hôm nay cháu chỉ tới đây một mình thôi vậy sao một mình sao sao vậy anh thì chị cãi nhau hả nè à. nè luôn hả anh à nói năng cẩn thận một chút đi chứ cô nhìn coi nhưng hằng có giống người hay cãi bạn gái hay không vậy ý em có phải như vậy đâu mà chị la em hả chị thì lúc nào cũng muốn cãi nhau với em hết nè tôi cãi nhau với cô hồi nào chứ hồi nào hơn nữa tôi có la gì đâu mà cô nói như vậy hả Ch chúng ta dừng lại ở đây đi chị à còn bé này đúng là <laughs> ôi trời hai người à. lại làm gì vậy hả ờ tới rồi sao Cho tới sớm vậy à, cô có việc gì cho cháu làm không ạ à, chúng ta ra ngoài đi ồ chị à hai người đi đâu vậy chị định tìm nơi yên tĩnh rồi nói chuyện ừ hai người định gặp riêng nhau nói chuyện hay sao ờ à. dạ à hai người cho em ra rìa đó hả em sẽ đi với chị mà em ở lại đi hà anh một mình không thể làm được gì đâu đi thôi con chị à cái con bé này ờ à, nhưng bà con có chuyện gì muốn nói với cô vậy <laughs> mẹ à con thật sự muốn kết hôn cùng tú lan mẹ à Xin mẹ đồng ý cho tụi con à, Vậy sao Ờ à, Dĩ nhiên là được rồi <laughs> Con sẽ cố gắng hết sức để tú Lan được sống hạnh phúc mẹ à, Vậy sao à, Cô hoàn toàn Tin tưởng ở cháu đó Hai đứa bên nhau lâu như vậy Nên chỉ còn à, Chờ có thể được sống hạnh phúc cùng nhau thôi Dạ con cũng sẽ hiếu thảo với mẹ nữa Cô rất vui khi hai con được hạnh phúc Ờ ừ, nhưng mà Ba mẹ con đọc biết chuyện này hay chưa Chắc là họ sẽ vui mừng lắm Khi con thông báo tin kết hôn của tụi con cho hai người họ nghe Ôi Ôi trời Chuyện này làm cho cô Vui không thể tả được luôn <laughs> À Con xin lỗi Alo tôi nghe đây À xin chào giám đốc ạ à. Anh Nhân Hào tới đây là có chuyện gì cần nói với bà chủ vậy chị? Không phải mượn tiền chứ. Nè nè, em với cậu ta là gì vậy hả? Ừ, thì chỉ với em thấy, anh ấy nằm viện tốn rất nhiều tiền mà. Ai mà biết được chứ. Em đừng có tào lao nữa có được hay không? Kiến mình nói là đây chỉ là tai nạn lao động thôi, nên đã bồi thường xong rồi. Chị à, em có nên bỏ việc ở đây để tới tập đầu GM làm hay không? Biết đâu chừng em sẽ trở thành người dẫn chương trình như chị ấy. Có gì đã xảy ra với ước mơ mở nhà hàng gà nướng của cô vậy hả? Ờ, à, đúng vậy chứ. Thật là. Ừ. À... Ồ, chị về rồi hả? À đúng rồi. Nhân Hào nói gì với chị vậy? À, Hải Liên à, Tú Lan nhà ta sắp kết hôn rồi. Thật vậy sao? Anh Nhân Hào tới là để đề nghị cô chúc phúc cho hai người sao ạ? À? À, tuyệt quá đi chị ạ. À trời ơi nghe xong đúng là nhẹ lòng thật đó hình như chị bừng giỏi rồi chị tú lan vẫn chưa chính thức kết hôn mà chị à con bé này chỉ nó toàn là nhảm nhí thôi à. À. chúc mừng bà chủ nha ôi trời cảm ơn bếp trưởng ngô à, dạo này tú ly thành công trong công việc còn tú lan thì sắp kết hôn à tiếp theo chắc là hải liên rồi tới lượt em gì mà tới chị chuyện của em đã kết thúc rồi mà Hải Liên à, đàn ông bên ngoài thì có rất nhiều đó, em không biết sao. Đàn ông có nhiều nhưng người đáng tin thì rất ít chị à. Em cứ chờ đó đi, chị tìm khắp nơi trong các nước để tìm một người hoàn hảo dành cho em. Chị tự tìm cho mình trước đi. Ừ. <laughs> dạ anh nhân hào Chút nữa hả? <laughs> em biết rồi. Giọng em nghe cứ như đang nói chuyện với người yêu vậy. Vậy sao? <laughs> có vậy hả ta? Em cảm ơn chị. Anh Nhân Hào đúng là một vị cứu tinh của em đó chị. Giống như hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng mà. Nếu so với anh rể của em mà nói thì anh ta không là gì đâu. Em thật sự yêu anh ấy thì anh ấy là hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng rồi. Không lẽ chỉ những người giàu có mới là hiệp sĩ hay sao? là gì em đang trong trạng thái yêu đương sao không nhanh chóng kết hôn luôn đi? Tôi không thích ở chỗ đông người như vậy. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Tôi và tú Lan à không? và tú ly sẽ kết hôn cùng nhau thật vậy sao đúng vậy đó không phải là ý cô hay sao nhưng tôi làm vậy không phải là vì cô mà là vì bản thân tôi vì thế cho nên tôi sẽ cố gắng làm cho tú ly thật hạnh phúc vậy thì cuối cùng anh cũng nhận ra đây là điều tốt nhất cho cả hai ta anh nói xong rồi phải không bây giờ trịnh tú lan không còn nữa hoàn toàn không lúc ở bệnh viện tôi đã suy nghĩ về chuyện này và cân nhắc rất lâu tôi tự hỏi sao mình không tới gặp trực tiếp kiến minh và nói cho anh ta nghe hết toàn bộ sự thật và sau tôi lại rời bỏ trịnh tú lan sao tôi để cô ta lấy đồ của mình chứ vậy thì kết luận anh đưa ra là gì khi nằm trên giường bệnh lâu như vậy hả tình yêu còn lại mà tôi dành cho cô là tất cả những gì ngăn tôi lại những lúc tôi muốn vạch trần sự thật và thân phận của cô cho mọi người biết nhưng cuối cùng tôi lại không thể làm như vậy tuy nhiên tôi đã hạ quyết tâm rồi khi tôi bị tên hung thủ kia đâm phải thì những giọt máu chảy ra đã xóa sạch những cảm xúc mà suốt thời gian qua tôi đã luôn dành cho cô Chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Đúng vậy. Tôi biết chắc là cô sẽ nói như vậy. Cô yên tâm đi. Chuyện này không xảy ra lần thứ hai đâu. Không còn đau đớn hay là giận dữ nữa. Là gì? Tôi không còn cảm giác với cô. Hôm nay tôi sẽ cầu hôn với Tú Ly. Chúng tôi sẽ kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi được rồi anh hãy nhớ những gì mà mình nói nhưng còn với cô khi cô nhìn thấy chúng tôi sống hạnh phúc bản thân cô sẽ tự nhận ra cuộc sống của mình vô nghĩa và đau thương biết chừng nào cô sẽ tiếp tục mong mỏi tình yêu thật sự và sống trong cô đơn mãi mãi bởi vì cô không phải là trịnh tú lan và cũng không phải là trịnh tú ly chào Ở trường quay sao Anh Nhân Hào à Anh ở đâu vậy Đừng có giỡn nữa mà Em sợ rồi đó Cô Trịnh Tú Lan Mời cô ngồi xuống trước đã à. Trình Tú Lan Em có đồng ý lấy anh không hả? Nhận lời đi Nhận lời đi, đi Nhận lời 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 đi chú lan à gì đi, sao chuyện này xảy ra chứ hãy nhớ lại đi hãy nhớ lại đi mà trịnh tú lan cố gắng nhớ lại đi mà <laughs> tôi đã tự hỏi bản thân mình sao lại không tới gặp trực tiếp kiến minh và nói cho anh ta nghe hết toàn bộ sự thật điều tồn động duy nhất chính là tình yêu tôi dành cho cô tuy nhiên tôi đã hạ quyết tâm khi mà tôi bị tên hung thủ vào ngày hôm đó đâm phải những giọt máu chảy ra đã xóa sạch những cảm xúc và cả tình yêu cuối cùng tôi dành cho cô. Kể từ bây giờ Trịnh Tú Lan sẽ không còn trong tôi nữa, nhưng còn với cô thì khi cô thấy chúng tôi hạnh phúc ra sao, thì cô sẽ nhận ra cuộc sống của cô vô nghĩa và đau thương biết chừng nào. Cô sẽ tiếp tục mong mỏi tình yêu thật sự và sống trong cô đơn mãi mãi. Bởi vì cô không phải là Trịnh Tú Lan, cũng không phải là Trịnh Tú Ly nữa. Ôi, ôi, bà đang làm gì vậy? <laughs> những đứa trẻ ở viện mồ côi, thật là dễ thương quá ông ạ. À? <laughs> Bởi vậy mọi người ai cũng nói là trẻ con giống như những thiên thần vậy đó. À, tôi cũng muốn Tú lên nhà ta sinh cho tôi một đứa cháu, nhưng mà nó lại chị tập trung vào việc làm không thôi. Tôi có thể kể lại với mẹ khi bà cứ cằn nhằn về việc muốn được ẩm cháu chắc con dâu của chúng ta đúng là xuất sắc không chỗ nào chê được mà con bé đúng là giỏi nhưng mà thật đáng tiếc khi con bé lại không nhận ra là con người quan trọng hơn công việc con người quan trọng hơn công việc hả nói về công việc thì không có gì mà bà có thể làm một mình được đâu bà cần sự giúp đỡ và ủng hộ từ những người xung quanh để hoàn thành công việc của mình khi bà từ bỏ việc thì bà cũng không nên từ bỏ con người bà sẽ đánh mất tất cả nếu như bà đánh mất bản thân mình bộ có ai nói xấu gì tú ly sau lưng đó hay sao cũng có thể nói thật thì tú ly đúng là nói xuất sắc thật nhưng không xuất sắc bằng bà đâu ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó ông mau trả lời đi <laughs> tôi sẽ nói với bà vào thời điểm thích hợp hả giờ thì đi ngủ thôi sao lại gọi vào giờ này vậy em xin lỗi chị em có một chút chuyện muốn hỏi chị có chuyện gì vậy ờ à, không có gì đâu anh à em biết mấy giờ hay không có gì mai nói đi em vợ hả à, không có gì quan trọng thì mai nói đi nhưng đó là em của em mà đúng không hình như có chuyện gì gấp lắm mới cần nói với em đó chắc là nó uống rượu sai rồi nguyên thuyên thôi ôi trời cô ấy sai rượu sao vậy thì em phải nói chuyện mới phải chứ nếu cô ấy uống sai như vậy chắc là phải có lý do gì đó em gọi lại cho cô ấy đi ông xã à nếu cô ấy đang ở một mình thì phải làm sao đây rất là nguy hiểm đó em là chị cô ấy mà đúng không à. ờ chị gọi em hả em đang ở đâu vậy chúng ta nhất thiết phải làm vậy sao em nói cô ấy say rượu mà đúng không Em không lo lắng cho em mình hay sao? Cô ấy chính là em gái duy nhất trên đời của em mà. Anh có từng lo lắng cho chị gái ruột của mình như lo cho em gái em hay không hả? À, em đang nói cái gì vậy? Con bé là em vợ anh nhưng mà anh đối tốt với nó quá. Em không thích như vậy đâu. À, sao em lạnh lùng dết kỹ như vậy chứ? Trước đây em đâu có như vậy đâu. Em từng rất ấm áp và quan tâm người khác, lo cho người khác đây chính là em gái ruột của em mà chứ có phải là người lạ nào khác đâu, đúng không? Em không thích. Anh cứ nói mãi về tú lan là em ganh tị rồi, không thích chút nào. À... À... <laughs> tú lan à. Em làm sao vậy? Không lẽ anh đã làm gì sai sao? Hay là em không thích cách anh cầu hôn em hả? Vậy rốt cuộc là gì sao? Em xin lỗi anh. Em cảm thấy bối rối nên mới bỏ đi thôi. Em hãy thư giãn đi Tú Lan à. Hmm? <laughs> Sao hai người lại tới đây vậy? Ừ, nghe nói Tú Lê xoay đuổi nên một anh tới đây xem sao. say rượu sao? À thì chúng tôi lo lắng vì con bé giờ này còn ở ngoài đường một mình thôi. kiến bên à, chúng ta về nhà đi. Ở đây có Nhân Hào rồi, không cần lo đâu. Tú Lan à, về với Nhân Hào đi, bây giờ trễ rồi đó. Em xin lỗi anh trễ nha. À không có gì đâu, bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi. Vậy bọn tôi về nhà trước đây. Nhân, chúc anh ngủ ngon à. À mà, chị à. Sao vậy? Em có ở cùng hai người khi anh kiến minh cầu hôn chị hay không ồ đúng rồi em có ở đó mà chắc là em nhớ ra gì rồi đúng không vậy thì đó là gì vậy ờ à, không có gì đâu anh rể có gì đó lạ lạ cứ chập chờn trong đầu của em thôi có gì lạ lạ hay sao à, hôm nay em đã cầu hôn với cô ấy đó chắc do như vậy mà Cô ấy nhớ tới cái ngày mà anh còn hôn với Tú Ly đó. Chúc mừng em vợ nha, vậy cuối cùng hai người quyết định kết hôn sao? <laughs> Có lẽ là vậy. <laughs> con bé vẫn chưa về sao đi đâu vậy chứ con ở đâu vậy dạ chào mẹ sao bây giờ chưa về nhà nữa hả con ở trước nhà con sẽ vào nhà ngay đây ờ à, à. à. chị à sao giờ này chị còn thức vậy à, tú lan vẫn chưa về nhà à. nữa nó nói sẽ về nhà ngay thôi à, vậy sao ơi Dì cũng chưa ngủ sao à, Vẫn chưa Nè sao dì có thể đi ngủ trong khi cháu chưa về nhà được Cháu xin lỗi Con về nhà với ai vậy hả Về cùng Nhân Hào hay sao Dạ anh Nhân Hào đã cầu hôn con rồi à, cậu, Cầu hôn sao Thật không vậy Ôi trời Đây là gì hả Đây là nhận đính hôn hay sao Ôi đẹp thật đó Ôi trời ơi nhưng mà kiến minh cũng cầu hôn với tú lê bằng nhẫn hồng ngọc như vậy vậy hơi đơn giản quá rồi hơi đơn giản nhưng đẹp mà trời ơi nhưng cục đá thì sao đây nhẫn đính hôn thì phải lớn hơn cục đá mới phải chứ cái này thì không bằng một góc nữa sao so sánh được chứ còn em thì tính sao đi em có từng nhận được cái vòng vàng đơn giản nào hay không hả còn chiếc nhẫn được làm bằng vòng hoa của em thì sao đây hả em đâu có quyền gì mà phê phán nhẫn đính hôn của cháu mình như vậy <cười> <cười> tú lan à mau đi ngủ đi chắc con mệt rồi dạ thưa mẹ còn nữa mẹ chúc mừng con được cầu hôn nha <cười> <cười> ôi trời tú lan dễ thương nhà ta cuối cùng cũng kết hôn rồi <laughs> Ê, chuyện này làm em buồn à hả <laughs> sao em buồn được chứ đúng vậy là em buồn đó Em cũng nhanh chóng kết hôn đi Và hãy quên cô đồng bảo đi Chị tìm cho em người đàn ông khác Đồng bảo nói cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng kết hôn Thì em có thể làm gì đây Dù sao cũng chỉ là thiệt thòi của cậu ta Cậu ta không bao giờ gặp được người tốt như em đâu Vậy sao <laughs> Bà không ngủ được sao ừ có lẽ là vậy ừ có chuyện gì hay sao không không có gì đâu về việc chuẩn bị thi cử của con ba mong là ba giúp được gì đó cho con ba xin lỗi con hệ ba lại nữa rồi ba cứ yên tâm đi mà ba cứ lo chuyện của ba là được rồi chuyện gì chứ ba có gì mà phải lo chứ chuyện thất tình của ba thì sao đây chú đại phương nói với con mọi chuyện rồi gì Ai, cái tên mắc dịch này thiệt là Ôi trời ơi Cái tên này thật là Sao lại mất lịch sử như vậy chứ à, Có chuyện gì vậy Sao vậy hả Sao vậy Ê à... ôi ừ. ừ. đã lâu rồi gia đình ta không ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy rồi đúng vậy không <laughs> vậy mẹ có vui hay không hả mẹ dĩ nhiên là vui rồi một hai người lúc nào cũng vắng mặt nhưng hôm nay đầy đủ ở đây rồi hoàn hảo <laughs> <laughs> con dâu à gần đây chương trình con tiến triển sao rồi dạ cũng được ạ à. phản hồi của khán giả rất tốt và con cũng được khen ngợi nhiều hơn <laughs> À đúng vậy rồi, lúc ở ngoài chợ, vì kể về Thú Ly, tất cả mọi người ai cũng đều ganh tị hết đó. <laughs> ganh tị với cô Trương sao? Sao lại vậy hả? Ờ à, thì đó là vì à, con bé là cháu dâu của dì mà. À, bà Thi An à, con phải gọi là dì Dương Hy đi. À, thật tốt khi nghe mọi người nói công việc tiến triển rất tốt. À, khi nào thì chương trình đó kết thúc vậy? nếu như đạt tỷ sức cao thì họ không định mở rộng thì một năm hay hai năm chứ nếu họ không mở rộng không lẽ là con sẽ dừng mọi à, hoạt động ở lại đây hay sao hả ừ, bà nội à sao vậy ta cần phải giải thích nữa sao hả khi nào hai đứa định có con đi con phải tự mình hiểu đi chứ cô trịnh tú lan ờ anh nhân hào hôm qua em về nhà ổn không mẹ em chắc là lo lắng lắm hả mà cầu hôn của anh rất là cảm động và tuyệt vời đối với em cảm ơn anh à, em nó làm anh cảm thấy ngại ngại sao đó là một nhà sản xuất truyền hình ưu tú anh có thể làm tốt hơn thế nữa vì chúng ta có đủ điều kiện để làm mà anh xin lỗi anh không thể nói là anh sẽ làm gì cho em cả nhưng mà anh thề với em đó từ ra về sau anh sẽ khiến cho em có cuộc sống thật hạnh phúc đó em xin lỗi anh ừ. sao vậy em đã nghĩ rất lâu rồi nhưng thực sự em vẫn chưa sẵn sàng nó đồng ý hay không tú lan à em biết anh có cảm giác với em em cũng có cảm tình với anh nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời người em không muốn thực hiện lời thề thiêng liêng như vậy trong khi trí nhớ của em vẫn còn mơ hồ nhưng điều quan trọng là chúng ta rất là yêu thương nhau ngay lúc này không lẽ là em không yêu anh chút nào sao hả em cũng yêu anh nhưng em chưa từng nghĩ là yêu anh nhiều hơn anh nhân hào cả nhưng em không thể lấy anh được thì em không biết trước đây mình như thế nào và sống ra sao nữa em không biết phải nói như thế nào đây em không thể nhận lời được đâu anh biết anh hiểu ý của em mà anh biết rồi vậy thì em tính sau đây hả vậy bây giờ em hãy giữ chiếc nhẫn này nha chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào lúc nào mà em cảm thấy sẵn sàng nhất anh hứa với em như vậy đó được không anh làm vậy có được không đừng cảm thấy có lỗi nữa nhưng em vẫn phải nói xin lỗi anh em yêu anh mà đúng không Trình Tú Ly, hãy quên quá khứ đi. Đừng cố gắng nhớ lại nữa. Bởi vì bây giờ anh yêu Trình Tú Ly, chứ không phải là Trình Tú Lan nữa. Chị à, giờ chúng ta chuẩn bị đám cưới cho Tú Lan hả chị? Ờ, à, đúng như vậy. Hề, à, quà cưới cho nhà chú rể chắc phải tốn kém chúng ta lắm đây. Ê, cứ tặng bình thường là được rồi, không cần cầu kỳ lắm. Bà chủ à, Chị Tú Ly rất là giàu mà, chị ấy không đề xuất gì sao? Ừ, con bé đó là có nhưng cô cũng không biết nữa. Con bé đã kết hôn rồi, có công việc ổn định nhưng sao lại để cho nó phiền lo đám cưới của Tú Lan được? Ừ thì Tú Ly hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn đó chị. Em cá là con bé không chịu giúp đỡ đâu. Mọi người ai cũng nói là những người lúc nào cũng học giỏi và có nghề nghiệp ổn định đều nghĩ là họ hiếu thảo với ba mẹ là đủ rồi. Vì vậy thật ra những người gây rắc rối sẽ đối xử với ba mẹ Tốt hơn hết ạ à. Trời thật là Em còn trẻ vậy mà biết nhiều ghê ha Chị đang khen em có phải không à, Đúng vậy là chị khen em đó Ôi, Sao hôm nay cửa hàng vắng vậy à, Đúng vậy Cậu đi nghỉ đi à, Ngày cưới đã được định chưa vậy à, Vẫn chưa định đâu Tốt thật đó hả Tôi ganh tị thiệt à, Khi nào tôi mới kết hôn đây Chuyện này đối với anh không dễ đâu Sao Sao lại không Vì anh chỉ muốn tán tỉnh thôi em đang nói cái gì vậy anh không hẳn là người lăng nhăng nhưng mà anh thời tra chỉ làm tốt việc tán tỉnh và chưa chắc thành công ôi trời đúng đó cô chắc là cháu biết nhiều lắm đi ơi trời alo ngồi đồng bảo nghe đây sao liên lạc cho anh lại khó khăn như vậy hả sao ờ à, xin chào cô tôi cũng định là mình sẽ gọi điện cho cô nghe bây giờ đây ờ à, rồi, rồi 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 tôi nghe rồi là phụ nữ đó chị à, thật là có liên quan gì chị chứ, nói với chị chuyện này làm gì? <laughs> Tính ra đi. Ơ, <laughs> ờ, chị à, em làm việc xong chưa vậy? Dạ Việc tối qua cho em xin lỗi chị Đột nhiên những ký ức lại u về trong đầu của em Em chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc thôi Em nhớ được những gì rồi hả? Những ký ức đó là gì? Vẫn còn mơ mơ hồ hồ thôi Nhưng mà em vẫn còn rất đau đầu lắm Và những hình ảnh khác cứ hiện về trong đầu của em thôi đó là nhận đính hôn của giám đốc la tặng em hay sao cho chị xem một chút đi à. anh yêu em tú lan à chúng ta kết hôn đi hả bây giờ trịnh tú lan không còn nữa điều tồn tại duy nhất chính là tình yêu tôi dành cho cô hôm nay tôi sẽ cầu hôn với tú ly còn nữa chúng tôi sẽ kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi